Các bác, đây chính là cây kinh giới, một trong những loại rau gia vị quen thuộc của chúng ta. Cây này thì các bác đã đều biết, nó có một cái tinh dầu rất là thơm, cái mùi đặc trưng. Đây dưới gốc đây ạ. Lên trên thì cái thân này nó sẽ phân ra nhiều nhánh, nhiều cành. Và những cái thân non, cành non và lá của cây này. Đấy, nó gần như là có một cái lớp lông. Lá mép khứa răng cưa. Cái cây này thì người ta dùng cái lá này, cái thân này và cái rễ của cây này, thậm chí cả hoa nữa, để điều trị trong trường hợp bị cảm sốt. Đấy. Còn riêng cái hoa thì người ta gọi là cái vị thuốc kinh giới tuệ. Thì đây là một cái vị thuốc rất quý, điều trị trong trường hợp bị đại tiện ra máu, trĩ nội, trĩ ngoại, bệnh lậu, viêm họng, viêm mũi dị ứng, rất là công hiệu. Thì một cái kinh nghiệm xin chia sẻ cho bác, trong trường hợp bị đại tiện ra máu, trĩ nội, trĩ ngoại, bệnh lậu, thì các bác có thể áp dụng cái bài thuốc này. Đến mùa ra hoa của cây kinh giới này, tức là vào tháng 9 đến tháng 11, thì các bác hái cái hoa của cây này về, đem phơi khô. Trường hợp mà bị đại tiện ra máu ấy, thì các bác có thể là sử dụng cái hoa đó, đem sắc thật đặc đấy, và rửa hậu môn ngày từ 2 đến 3 lần. Rất là công hiệu trong trường hợp bị bệnh trĩ nội, trĩ ngoại. Và kết hợp với cái bài thuốc uống nữa. Cái thuốc uống thì gồm cái hoa của cây kinh giới này kết hợp với hoa hòe. Hai vị thuốc này thì đều sử dụng ở dạng sao đen và lượng bằng nhau. Sau đó là đem nghiền thật nát. Đấy, nghiền thật nát. Và khi uống thì mỗi ngày uống khoảng 10g, pha với nước sắc của lá cây bạc hà. Đấy, cũng rất tốt trong trường hợp bị bệnh trĩ, đại tiện ra máu. Đấy là những kinh nghiệm sử dụng cái vị thuốc kinh giới tuệ. Đấy, chính là cái hoa của cây kinh giới này, để điều trị bệnh trĩ nội, trĩ ngoại, đại tiện ra máu. Thưa bác, là cái cây này là một cái loại gia vị được sử dụng rất là thường xuyên, phổ biến trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà cái hoa của cây này thì là không phải mùa nào cũng có, chỉ đến thời điểm mùa thu đấy, mới có. Và nhiều bác tìm cái hoa của cây này để trị bệnh cũng rất là hiếm. Bác nào quan tâm đến những bài thuốc mà điều trị bệnh trĩ nội, trĩ ngoại, đại tiện ra máu mà các bác không đủ nguyên liệu, không tìm được những vị thuốc Quân vừa kể trên ấy, thì các bác có thể liên hệ với Quân. Quân sẽ để lại cái số điện thoại trên màn hình. Các bác kết bạn Zalo và Quân sẽ tư vấn cho các bác về phương pháp điều trị bệnh trĩ nội, trĩ ngoại, điều trị tận gốc những cái căn bệnh này các bác nhé. Cảm ơn các bác đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ Quân. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Quân.